Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Các bạn ơi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng phủ Ngọc Tường cùng với chị Hiên. Không ạ. À, như chị cũng đã trao đổi cùng với các bạn. Đó là khi đi tìm hiểu về ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng phủ Ngọc Tường hay bất cứ một tác phẩm nào thì chúng ta cũng sẽ cần phải đi tìm hiểu trước tiên là những thông tin về tác giả. Tác giả ở đây chính là gì? À, tác giả ở đây chính là à người mà đã cho ra đời hay nói cách khác là cha đẻ của đứa con tinh thần này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ hiểu là đó chính là cha đẻ của đứa con tinh thần này. Phải không nào? Thì đương nhiên là cái người nghệ sĩ đó là một người nghệ sĩ như thế nào thì cũng sẽ có một cái sự ảnh hưởng nhất định tới việc là tại sao tác giả đó lại lựa chọn cái nội dung đó, lại lựa chọn cái đề tài đó. Được không ạ? À? Thì chúng mình sẽ chú ý ở đây giúp cho chị Hiên nha. Thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về Hoàng Phùng Ngọc Tường. Thì có lẽ là giống như chị thấy á hôm trước á khi mà các bạn học về Nguyễn Tuân thì các em nói với chị Hiên rằng là cái điều đầu tiên mà em nhìn thấy ở Nguyễn Tuân ấy đó là hình ảnh của một người mà toát ra một cái chất nghệ sĩ đúng không ạ thế thì đối với ai đã đặt tên cho dòng sông thì sao và khi các bạn nhìn thấy hình ảnh của hoàng phủ ngọc tường thì sao ạ các bạn có thể cho chị hiên biết là cái điều mà các bạn cảm thấy khi các em nhìn thấy về hoàng phủ ngọc tường đó là gì không ạ ở đây chúng ta có ạ đây chính là tác giả hoàng phủ ngọc tường được không nào đây chính là tác giả hoàng phủ ngọc tường ạ thì chúng ta có thể thấy rằng nếu như nói những cái thông tin sơ lược về tác giả này thì các bạn sẽ thấy là Hòa Phủ Ngọc Tường thì sinh năm 1937 tại thành phố Huế và ông mất vào năm 2023, một thời gian cách đây chưa quá lâu đâu ạ. Được không nào? Ông sinh tại thành phố Huế, mặc dù quê gốc của ông thì không phải ở Huế bởi vì quê của ông thì ở Quảng Trị gốc. Nhưng mà ông sinh ra ở Huế lớn lên ở Huế và một có một cái thời gian sinh sống rất là dài ở Huế. Thế nên dường như là cái mảnh đất này đã trở thành một cái mảnh đất mà gắn bó với biết bao nhiêu những cái kỷ niệm, bao nhiêu cái ký ức, bao nhiêu cái chặng đường đời trưởng thành của người nghệ sĩ này. Để rồi Hoàng Phủ Ngọc Tường yêu thương thành phố này vô cùng và trong những tác phẩm của mình, chúng ta có thể thấy được là có rất nhiều lần Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết về Huế thơ, đúng không nào? Thì các em ơi chỉ bằng một cái ý rất nhỏ mà chị Hiên vừa nêu cho các bạn như vậy thôi ạ. À. Các em nhé, chỉ bằng một cái ý rất nhỏ. Chị vừa nêu cho các bạn như vậy là các bạn đã có thể tận dụng luôn rồi. Đúng không? Cái tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường này. Được không ạ? À? Rất là dễ. Trước tiên, chúng ta có một cái gì ạ? À? à thành phố Huế, đây là cái từ khóa đầu tiên. Như chị đã nói nhá. Huế thì không phải là gì ạ? À? Không phải là quê gốc của người nghệ sĩ này nhưng huế lại là cái thành phố là nơi mà ông sinh ra nơi mà ông à, trưởng thành nơi mà ông à, lớn lên đúng không ạ thế nên ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là có rất là nhiều những cái kỷ niệm gắn bó với cái thành phố này đúng không ạ thế thì chúng ta có thể viết luôn đúng không à có một xứ huế thật đẹp được không có một sự huế thật đẹp thường xuất hiện trong những trang văn của hoàng phủ ngọc tường được không khiến cho biết bao tâm hồn được không ạ à? sao xuyến đó được không ạ à? giải thích đúng không ạ Phải chăng đúng không ạ Phải chăng bởi vì Hoàng Phủ Ngọc Tường phải chăng bởi vì tác giả ấy sinh ra lớn lên đúng không trưởng thành và gắn bó với Huế trong suốt một chặng đường rất dài thế nên dù cho mảnh đất ấy không phải là quê gốc của ông nhưng lại được hoàng phủ yêu thương vô cùng đó xong mình dẫn vào được không ạ à? Được không nào xong rồi bắt đầu mình dẫn vào đó và một trong số những cái tác phẩm mà được gợi ra cái cảm hứng à, từ thành phố huế đúng không ạ từ cái mảnh đất này vẻ đẹp của mảnh đất này là gì đó là à, dòng sông hương với cái thiên bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông đó được không ạ chúng mình ơi chúng mình có hiểu không ạ đây là chỉ một từ khóa duy nhất nhé Thế nên chị mới nói với các bạn rằng là cái cách mà chị hướng dẫn các em ở đây không phải chỉ dừng lại ở việc là chúng ta sẽ ghi nhớ kiến thức như thế nào. Chúng ta có những kiến thức nào để ghi nhớ mà cái quan trọng hơn đó là cái sự vận dụng kiến thức của các bạn vào việc viết của chúng ta. Điều đấy mới là quan trọng. Bởi vì nếu như các bạn có nhớ được nhiều kiến thức đi chăng nữa mà các bạn không đưa được vào thì các bạn cũng sẽ không có điểm. Nhưng nếu như kể cả các bạn có ít kiến thức nền hơn một chút xíu nhưng các em biết sử dụng một cách linh hoạt thì các em hoàn toàn có thể có được một cái số điểm rất là tốt ạ. Được không nào? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị như vậy nhá. Được chưa? Ok chưa? Đấy là với một từ khóa thôi nhá. Đây mới chỉ là một từ khóa thôi các em nhá. Chứ không phải là 5 7 10 từ khóa đâu ạ mà chị hiên nhắc lại này. Đây mới chỉ là một từ khóa thôi ạ. Thế mình sẽ xem tiếp nhá. Rồi, tiếp tục này. Ông là một trí thức yêu nước, có vốn hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực nhất là lịch sử địa lý văn hóa huế thế thì chúng ta có thể thấy có thêm một cái ý nữa đó là gì hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực đặc biệt là gì lịch sử địa lý văn hóa huế đó ok chưa ạ và đối với cái này mình lại cũng có thể tiếp tục triển khai này phải ông nào mình cũng có thể tiếp tục triển khai mình viết thành rất nhiều những cái câu dẫn khác nhau đúng không ạ Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc với vốn hiểu biết trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là về lịch sử địa lý văn hóa huế kiểu kiểu vậy thì mình có thể sử dụng cái cách viết này là cái gì ạ à mình có thể sử dụng cái cách viết này nó là một cái câu dẫn được không nó là một cái câu dẫn thôi khi mà mình viết được chưa nào chứ đâu phải nhất định là tôi phải là tôi phải viết một cái gì đấy nó thật là to lớn đối với cái nội dung này đâu đơn giản chỉ là một cái câu dẫn của tôi thôi nhưng mà với một cái câu dẫn đấy tôi cũng thấy được là à tôi thể hiện được cái sự hiểu biết của mình về tác giả được không ạ à? tôi thể hiện được cái sự hiểu biết của mình về tác giả ok chưa nào em ơi các em có định hình ra không ạ à? chúng mình ơi hãy nhớ nha chị nhắc lại này cái điều quan trọng không phải là các bạn đang biết được bao nhiêu kiến thức nền mà điều quan trọng là các bạn vận dụng và tư duy được về cái kiến thức nền đó sử dụng vào trong phần bài viết như thế nào đấy mới là cái quan trọng nha bây giờ tiếp tục này và ông là một trong những nhà văn chuyên về thể loại bút ký thế thì chúng ta từ cái ý đấy chúng ta lại có thêm đúng không về cái thể loại sở trường đúng không ạ là bút ký đó à, xong bắt đầu mình cũng có thể dùng một cái câu dẫn đặc biệt là đối với những cái yêu cầu nâng cao ấy các bạn đều biết đúng không các bạn đều biết rằng là à chúng ta sẽ có cái yêu cầu nâng cao thì những cái yêu cầu nâng cao một là người ta sẽ mở rộng cho chúng ta về cái giá trị nội dung nhưng cũng có thể là người ta sẽ mở rộng cho chúng ta về cái giá trị nghệ thuật. Và nếu như trong cái người ta yêu cầu chúng ta là mở rộng về giá trị nghệ thuật và người ta hỏi các bạn rằng là nhận xét về cái nghệ thuật uh, viết ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì sao? Thì các em sẽ làm như thế nào đây? Thì bản chất là các bạn ơi các bạn cần phải hiểu được về cái thể loại này được không ạ à? các bạn sẽ cần phải hiểu được về cái thể loại này đấy ạ à. và bên cạnh việc hiểu được về thể loại này thì các bạn sẽ còn phải nắm được những cái đặc điểm trong ký của hoàng Phủ ngọc tường nữa cơ đó thì các em sẽ chú ý thì đây chúng ta cũng có thể trở thành một cái câu dẫn đúng không ví dụ chúng ta có thể viết nhá từ cái ý này chúng ta viết nhắc đến hoàng Phủ ngọc tường bạn đọc sẽ nhớ ngay tới ông với hình ảnh của một cây viết sở trường trong thể loại bút ký. Đấy kiểu vậy xong rồi làm rõ. Đấy thì đây là cái việc là chúng ta đang chúng ta đang có những cái câu để chúng ta triển khai về những cái nội dung được cung cấp về tác giả như thế nào các em ạ. Các bạn nhá. Các em ơi các em có hiểu không ạ? Chúng mình có hiểu nội dung này không ạ? thế thì bản chất vừa rồi chị đã nhắc được cùng với các em về một số những cái nội dung mà chúng ta cần nắm được về hoàng phủ ngọc tường này trước tiên đó là huế thơ đúng không ạ trước tiên là cái không gian nghệ thuật huế thơ sau đó là chúng ta có về à, một cái thể loại sở trường là bút ký và cái thứ hai nói về con người của người nghệ sĩ này thì là một người mà có vốn am hiểu về nhiều những cái lĩnh vực khác nhau và đặc biệt là về lịch sử địa lý văn hóa huế được không ạ? À? Thì thật ra về bản chất đối với những cái nội dung được cung cấp ở đây, các em cũng hoàn toàn có thể chủ động triển khai nhá, thành một cái mở bài mà viết về không gian nghệ thuật của mỗi người nghệ sĩ ấy trong quá trình sáng tác thì mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về nếu như tác giả này là miền đất này tác giả là kia là miền đất kia thì hoàng phủ ngọc được lại gì ạ à, lại viết về huế thơ bằng tất cả cái tình yêu mến đúng không ạ và lòng tự hào của mình và một trong số những cái tác phẩm viết về dòng sông hương biểu tượng của thành phố huế đã gây được ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc đó là bút à, kỳ ai đã đặt tên cho dòng sông kiểu kiểu như vậy đấy các em ạ các bạn ơi các bạn có định hình ra không ạ? Hay là nếu mà đối với dòng sông ấy thì các em cũng có thể sử dụng một cái mở bài chung nhá. Chị thấy là có một cái mở bài chung mà các bạn có thể tận dụng nhá. Mà kể cả sông Đà hay sông Hương các bạn đều có thể viết được. Ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ. Giống như cuộc đời của mỗi con người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo. Dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau. Nếu như văn cao là cả cuộc đời của mình hát về dòng sông Lô Hùng Tráng. Nếu Hoàng Cầm là nỗi nhớ khi ta đi ngang qua sông đuống trôi đi một dòng lấp lánh. Nếu Hoài Vũ cả cuộc đời của mình gắn liền với con sông vàm cỏ tha thiết trở phù sa thì Hoàng Phủ Ngọc Tường lại song hành cùng sông Hương đi vào trái tim bạn đọc. Hay là gì ạ? Hay là thì Nguyễn Tuân lại song hành cùng sông Đà đi vào trái tim bạn đọc qua cái tác phẩm gì đấy. Kiểu kiểu như vậy. Thì có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng một cái mở bài chung từ một cái ý tưởng chung đó là đi từ những dòng sông chúng mình nhá Thì đó là một vài cái ý chính mà chị lưu ý về Hoàng Phủ Ngọc Tường Nhưng các em cũng chú ý thêm giúp chị này Có thể nói nếu như nói về Hoàng Phủ Ngọc Tường Thì các em sẽ thấy được rằng là gì ạ À ở Hoàng Phủ Ngọc Tường Chúng ta thấy được những cái sáng tác của ông Thì thường sẽ theo một cái lối hành văn hướng nội Xúc tích, mê đắm và tài hoa đó là sự kết hợp giữa chất trí tuệ cùng với chất chữ tình được không ạ à? thì các bạn sẽ chú ý nhá thường sẽ là những cái câu văn mà tác động vào phía bên trong có nghĩa là những câu văn mà tác động trực tiếp vào tâm hồn của con người ạ đó thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy đó sẽ là những cái nội dung mà chúng mình sẽ cần phải nắm được khi nói về hoàng phủ ngọc tường đây các em nhìn này đó được không được không ạ? À? Nghị luận sắc bén đó là một cái giọng văn có sự kết hợp giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều, giữa chất chữ chữ giữa chất trí tuệ và tính trữ tình. Cùng với đó là một cái lối hành văn hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa. Nhá. Thế thì chốt lại bây giờ mình nói về Hoàng phủ Ngọc Tường nào thì mình sẽ có những từ khóa gì các em nhỉ? Chúng mình sẽ có những từ khóa gì nhỉ? Chúng mình sẽ có từ khóa Huế này đúng không? Từ khóa hiểu biết sâu rộng này, đúng không? Từ khóa gì nữa ạ? À? à, bút ký này. Và từ khóa gì nữa ạ? À? Đó là cái sự kết hợp một cái giọng văn hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa. nhớ nha thế thôi. Còn lại triển khai như thế nào thì chị vừa đã hướng dẫn các bạn rồi. Đối với từng ý là chúng ta gì ạ? À? Chúng ta sẽ triển khai lần lượt theo các cái hướng như chị vừa đã đưa ra thôi. Chúng mình ơi, chúng mình nắm được về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường chưa ạ? Ok chưa nào? Được không? Được không các em xác nhận giúp chị Hiên nhá. Để chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tác phẩm luôn nhá. Được không ạ? Chúng ta chỉ còn có buổi hôm nay và buổi ngày mai nữa thôi. Ngày mai thì chị sẽ có thể là phát trực tiếp ở trong nhóm luôn cho chúng mình ạ. Dạ được chưa ạ? Chúng mình đã nắm được và chúng mình đã ghi nhớ được chưa ạ? <laughs> chúng mình đã nắm được và chúng mình đã ghi nhớ được chưa ạ ok không rất là dễ đúng không ừ quan trọng bây giờ là chúng ta phải nhớ được luôn đó chứ không phải là học theo cái hình thức chị rất là sợ các bạn học theo một cái hình thức đó là các em cứ kiểu như là bị quên quên nhớ nhớ em đã học xong rồi xong một vài bữa sau các bạn lại quên và các bạn không có bất cứ một cái một cái nhớ nào cụ thể cho cho cái nội dung đó thì cái điều đó nó rất là đáng sợ thế nên là chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá ok chưa ạ rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần nội dung tác phẩm luôn thì các bạn thấy là nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này thì các em chỉ cần nhớ giúp chị đó là tác phẩm này thì được ra đời vào năm 1981 chúng mình nhá. Và chúng ta thấy được rằng là cái giai đoạn mà năm 1981 ấy đất nước ta thì giành được độc lập thống nhất hòa bình hai miền Nam Bắc là vào năm bao nhiêu các em nhỉ? Năm 75 đúng không? Tức là năm 81 đã là sau khoảng 6 năm rồi. Thì ở cái thời điểm lúc bấy giờ ấy cái chiến thắng vào mùa xuân năm 1975 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn của con người Việt Nam và cả dân tộc lúc bấy giờ thì vẫn còn đang bừng bừng cái cảm hứng ngợi ca được không ạ à? cảm hứng ngợi ca trong tâm hồn của con người việt nam và trong không khí ấy thì đương nhiên nhà văn đã thể hiện một cái niềm tự hào về dân tộc mình về sức sống về sức mạnh của quê hương đất nước con người và bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy rằng là bản thân nhà văn cũng đã có một cái độ lùi thời gian cần thiết để có thể nhận thức được đầy đủ về mối quan hệ giữa đất nước và con người và tất cả những cái yếu tố này đã chi phối rõ rệt đến cách nhìn, cách lý giải của nhà văn trong tác phẩm ạ. Thì chúng ta nhớ như vậy một chút giúp cho chị Hiên nhá. Được không nào? Ok chưa ạ? Các em ơi, nếu như trong người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân ấy thì chúng ta có tới hai hình tượng cần phải giải quyết. Thì trong Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường? Chúng ta chỉ có duy nhất một hình tượng thôi. Đó là hình tượng gì ạ? Đó chính là hình tượng dòng sông Hương các bạn nha. Con sông dùng rằng con sông không chảy. Sông chảy vào lòng nên huế rất sâu. Thì chúng ta thấy rằng là sông Hương chính là cái đối tượng trực tiếp được đề cập tới ở trong cái tác phẩm ký này. Thế thì các em ơi, các em đã chia được bố cục cho bài ký này chưa ạ? Chúng mình đã chia được bố cục cho bài ký này chưa ạ? Chị thấy rằng là cái phần chia bố cục này nó khá là quan trọng ạ. À. Thì chị Hiên không biết là các bạn đã chia được bố cục cho bài ký này chưa? À, chúng ta lại tiếp tục chia giống như hôm qua chị hướng dẫn cho các bạn về chia sông đà thôi. Không có gì phức tạp cả. Nhưng mà khi mà các bạn chia được thì các bạn sẽ thấy nó rất là dễ học. Đó, các em thấy không ạ? Ở đây chị có này. Được không nào? Ở đây chị có này. Và ở đây chị đã có một cái phần chia luôn cho các bạn nhé. Nếu như các bạn thấy là dòng sông Đà thì được nhìn nhận về cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo và thơ mộng trữ tình thông qua việc là tôi đi gì ạ? À tôi đi qua một cái cuộc hành trình. Phải không? Tôi đi qua một cái cuộc hành trình. Có nghĩa là tôi đi đến từng điểm. Thì ở đây dòng sông Hương chúng ta cũng có thể thấy là chúng ta cũng được đi qua những cuộc hành trình và dòng sông hương ở đây lại là một cái dòng sông được quan sát về cái vẻ đẹp thông qua các góc độ thông qua các góc nhìn thông qua các điểm nhìn và cụ thể các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta sẽ có các điểm nhìn này đó là góc nhìn địa lý được không ạ góc nhìn địa lý các bạn có hình dung ra là góc nhìn địa lý thì sẽ là một cái góc nhìn như thế nào không ạ góc nhìn địa lý sẽ giúp cho chúng ta hình dung ra được cái thủy trình của con sông này các em ạ đây các bạn nhìn này đó có nghĩa là khi mà chúng ta đọc về cái góc nhìn địa lý thì chúng ta sẽ nhìn thấy được thủy trình của con sông này khi mà nó đi từ dãy trường sơn này được không ạ à? nó đi từ dãy trường sơn này sau đó nó đi qua ngã ba tuần này nó đi qua điện hòn chén này đi qua nguyệt biểu lương quán ngoại ô kim long chùa thiên mộ đi qua vĩ dạ thôn đi qua cồn hến và đến thị trấn bao vinh xưa cổ được không nào thì các bạn có thể thấy ở đây đó là gì ạ? Đó là chúng ta nhìn thấy được cả một cái hành trình của con sông từ cái nơi bắt đầu của nó cho đến khi nó đến đâu? Cho đến khi nó tiến đến với thành phố thân yêu của mình. Thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là chính bởi vậy mà chúng ta sẽ có các đoạn. Đoạn 1 sẽ là sông hương nơi thượng nguồn. Đoạn 2 là sông hương ở ngoại vi thành phố. Đoạn 3, đoạn 4 là sông hương trong lòng thành phố Huế và đoạn 5 là sông Hương khi chia tay với thành phố Huế. Đoạn 6 là vẻ đẹp của sông Hương qua góc nhìn lịch sử và đoạn 7, đoạn 8, đoạn 9 là vẻ đẹp của sông Hương qua góc nhìn văn hóa và thi ca. Chúng mình ơi, ở đây có bao nhiêu bạn đã đọc văn bản này rồi có thể giơ tay lên chị Hiên xem được không ạ? Có bao nhiêu bạn đã đọc văn bản này rồi ạ? Và có bao nhiêu bạn cảm thấy cái văn bản này khó ạ? có bao nhiêu bạn cảm thấy cái văn bản này khó có thể giúp chị Hiên để lại cái 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 phần bình luận ở đây bằng việc là gõ vào hộp tin nhắn chat được không ạ? À như chị đã nói đây không phải là một cái tác phẩm đơn giản ạ, à. bởi vì chúng ta có thể thấy được rằng là ở trong cái tác phẩm này thì thường nhá, bao giờ tùy bút và ký á, cũng sẽ cung cấp cho chúng ta một cái lượng kiến thức rất là nhiều. À không sao không khó đâu ạ. À. Bây giờ các bạn sẽ cảm thấy dễ ngay đây ạ. À à em cảm thấy hai bài sông đều khó thế thì chắc chắn phải gặp chị hiên trong khóa học toàn diện rồi nhá sau khi mà học xong bốn buổi này cảm thấy là phù hợp với chị hiên à thế à ok nhá em đã xem tác phẩm qua video khóa chạy văn của hai k năm rồi trời ơi sớm quá nhanh nhỏ quá được không ạ à? giờ không sợ đâu được không nào không sợ đâu bây giờ sẽ cảm thấy nó rất rõ ràng thông qua cái việc chị phân tích ở đây luôn được không ạ? À? Nhất trí không ạ? À? Thì ở đây các em sẽ nhìn thấy này. Đây ạ. À. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu phân tích nhé. Được không ạ? À? Đây, chúng ta sẽ cùng đến với trước tiên là chúng ta giới thiệu về vẻ đẹp sông Hương đi. Khi mà chúng ta đây một nhỏ. Giới thiệu chung về hình tượng sông Hương. Thì các em ơi các em có thể thấy là ngày hôm qua ấy khi mà có nhắc lại cùng với các bạn về việc là chúng ta sẽ phân tích một cái hình tượng ấy thì có phải là các em nhớ được rằng là gì ạ? À các bạn sẽ nhớ được rằng là à tôi sẽ cần phải gì? Tôi sẽ tôi sẽ cần phải à khái quát chung được về cái hình tượng đó. Thế thì nếu như ở trong người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân ấy thì bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã đưa ra cho chúng ta những cái thông tin về con sông Đà một cách rất là tường tận. Thì ở sông Hương chúng ta lại không nhìn thấy được nhiều thông tin như vậy. Nhưng chúng ta vẫn có thể dùng lời văn của mình để chúng ta đưa ra một vài nội dung như sau. Thứ nhất, đó là con sông biểu tượng của thành phố Huế. Đúng không ạ? À? Và đặc biệt nhá, các em sẽ chú ý giúp chị Hiên một cái câu đầu tiên ở trong văn bản này. Hãy nhớ nhá, tôi có câu mở đầu ạ đây cũng sẽ là một cái đặc điểm riêng đấy ạ à. bởi vì nếu như các em còn nhớ thì ngày hôm qua khi chị hiên có nói với các bạn rằng là nếu như mà các em có giới thiệu về hình ảnh của một con sông nào đó thì các em sẽ cần phải đưa ra ở đây thứ nhất đó là những cái nét mà các bạn biết về nguồn gốc lai lịch của con sông này và cái thứ hai là các bạn sẽ cần phải nêu ra được cái đặc điểm riêng biệt của con sông này đúng không ạ Thế thì các em có thể thấy được cái đặc điểm riêng biệt của con sông này sẽ được thể hiện qua qua cái câu mở đầu đó là gì? Đó là trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến hình như chỉ có sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Thế thì chúng ta có thể thấy được cái đặc điểm riêng của con sông Hương này là gì? Là con sông ấy thuộc về một thành phố duy nhất các bạn ạ. Được không nào? Và chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy được rằng là nó là một cái sự khẳng định cho một cái mối duyên giữa dòng sông. Đúng không ạ? À, nó là một cái sự khẳng định cho cái mối duyên giữa dòng sông và thành phố Huế. Và thông qua cái điều này, thông qua cái cái nhận định này, thì chúng ta cũng dường như cảm nhận được một cái sự gọi là gì ạ? Một cái tấm lòng thủy chung á Của một dòng sông mà chỉ dành trọn vẹn cho một thành phố mà thôi Đúng không ạ? Có lẽ cũng chính bởi vì đặc trưng này Mà dòng sông này đã trở thành biểu tượng, trở thành nét đặc sắc của Huế Và thật ra thì chúng ta có thể thấy ở đây à, Chúng ta nhìn thấy một cái tầng lớp nghĩa ẩn ở phía bên dưới Thì đó là một cái gì ạ? đó là một cái tình cảm đặc biệt của hoàng phủ ngọc tường dành cho dòng sông này và cho mảnh đất này chính bởi vì như thế mà tác giả đã có một cái sự nghiên cứu nghiêm túc và từ đó đưa ra cho chúng ta nhìn đưa ra cho chúng ta được những cái góc độ rất là độc đáo đúng không ạ rất là tinh tế và rất là thú vị thì đây sẽ là cái phần đầu tiên giới thiệu chung về con sông Hương nhá. Cái phần này thì nếu các em viết ở trong cái phân đoạn đó là các em bắt đầu tiến hành phân tích tức là luận điểm số 2 ấy thì các bạn chỉ cần viết đơn giản thôi nhá. Các em có thể viết là gì ạ? À hình tượng mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã lựa chọn trong bút ký của mình, đó là con sông Hương. Dòng Hương Giang vốn dĩ từ lâu đã trở thành biểu tượng của thành phố Huế. Và đặc biệt, tác giả này bằng sự nghiên cứu tìm tòi đã đưa ra một lời nhận định hai chấm mở ngoặc kép trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến hình như chỉ có sông hương là thuộc về một thành phố duy nhất đó là một cái phỏng đoán dựa trên sự nghiên cứu và quan sát tinh tế của hoàng phù ngọc tường để cho chúng ta thấy được mối quan hệ giữa sông hương và thành phố huế dường như giữa dòng sông này và thành phố huế đã mang trong mình một mối duyên đó là mối duyên để khiến cho con sông mang một cái vẻ đẹp thủy chung với người tình như nhất. Đấy kiểu kiểu như vậy. Được không ạ? Và mượn cái hình tượng đó thì sao ạ? À mượn cái hình tượng đó thì như thế nào đấy? Kiểu kiểu vậy. Các em ơi, các em có định hình ra không ạ? Chúng mình ơi, chúng mình có định hình ra không? Các bạn có định hình ra không ạ? Các em có định hình ra ừ. cái mà chị vừa trao đổi không ừ. ạ? À nhất trí nhá. Có nghĩa là gì? Các em đừng có dài dòng mà các em hãy viết ngắn gọn bởi vì như chị đã nói cái ý mà chúng mình cần ở đây á đó là chúng ta cần phải đưa được thông tin đầy đủ nhưng tôi cũng cần phải biết chỗ nào tôi cần ngắn gọn chỗ nào tôi cần viết nó nhiều hơn, nó dành nhiều dung lượng hơn thì cái việc phân tích mới là cái phần mà tôi cần nhiều dung lượng nhá. Yeah. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với hai nhỏ đó là vẻ đẹp của sông Hương được nhìn nhận qua các góc độ. Thì chúng ta sẽ có cái góc độ đầu tiên là góc độ địa lý và như chị đã nói, góc độ địa lý thì sẽ được nhìn nhận qua các đoạn đó là đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 nha yeah. Và chúng ta sẽ vào từng đoạn. Bởi vì là cái dạng này là chỉ có cho phân tích đoạn trích thôi. Đúng không? Mà nếu như phân tích đoạn trích thì kiểu gì cũng sẽ chỉ gộp một hai đoạn trích vào với nhau thôi không bao giờ người ta cho cái kiểu là đoạn 1 mà lại nhảy đến đoạn 5 được kiểu vậy không không có trường hợp đấy đâu nếu như người ta đã cho đoạn 1 thì có thể người ta sẽ cho thêm đoạn 2 nếu người ta cho đoạn 2 có thể người ta cho thêm đoạn 3 hoặc chỉ đoạn 3 không thôi nhưng về bản chất là các em phải hiểu rằng là người ta sẽ cho các đoạn liền nhau nha để thành một cái trích đoạn ạ ok ông nào định hình ông nào thế thì bây giờ miễn làm sao mà tôi phân tích được các cái trích đoạn đấy thì là tôi sẽ giải quyết được thôi ok chưa ạ à? nhá thì các bạn sẽ các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đoạn đầu tiên nhá để xem cái cách mà chị hiên sẽ phân tích như thế nào nhá nhưng mà trước tiên này muốn xác nhận lại này qua cái việc chia bố cục các bạn đã thấy rõ ràng hơn chưa ạ nào qua cái việc chia bố cục thì các bạn đã thấy nó rõ ràng hơn chưa à các bạn ơi qua cái thời gian mà qua cái việc mà chị chia bố cục thì các em đã thấy các em đã thấy rõ ràng hơn chưa ạ các bạn đã thấy rõ ràng hơn chưa ạ quan trọng là phải rõ ràng À ok Hương Giang ơi, chị cũng rất hy vọng là là sẽ được gặp em ở trong khóa học được không ạ? Ở đấy thì chị em mình sẽ có rất nhiều thời gian để chia sẻ cùng với nhau. Và chúng ta sẽ còn học về phương pháp, nó thực sự là một chuyên đề rất thú vị ạ. Được không nào? Ok, nhất trí. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ có ở đây nhá. Ví dụ chúng ta có đoạn 1 này. Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, câu 1 này là không tính nữa rồi nhá. Bởi vì cái câu đầu tiên này thì sẽ là cái câu mà À, thể hiện cái đặc điểm riêng của con sông hương thôi đúng không thế thì bây giờ bắt đầu nơi thượng nguồn này thế thì bây giờ chị mới hỏi các bạn các bạn có định hình ra nơi thượng nguồn là nơi như thế nào không ạ à các em ơi các em có định hình ra nơi thượng nguồn là như nơi như thế nào không nơi thượng nguồn chính là cái nơi bắt đầu đấy ạ được không nào nơi thượng nguồn chính là cái nơi bắt đầu ạ nhá bắt đầu cái dòng chảy của sông hương đấy ạ thế thì các em có thể thấy này bắt đầu nhá trước khi về đến thế thì chị cho các bạn xem cái này đã chị cho các bạn xem sông hương nơi thượng nguồn xong chị mới đọc thì các em mới thấy được rằng là a à, thì ra nhà văn hoàng phủ ngọc tường đã miêu tả rất chính xác đây ạ mời các bạn xem sông hương nơi thượng nguồn nhá đây ạ có thể là các bạn sẽ không nghe được tiếng trong mít đâu ạ em sẽ xem hình ảnh nhá nhưng mà các em tưởng tượng ra là âm thanh bây giờ đang rất là dồn dập ạ đó sông hương nơi thượng nguồn đấy ạ à. sông hương nơi thượng nguồn đấy ạ à. đó đó là hình ảnh của sông hương nơi thượng nguồn ạ à. thế thì các bạn ơi nếu như mà chúng ta đã từng đến với huế thì các em sẽ thấy rằng là có một cái gương mặt của sông hương mà lúc nào tôi cũng thấy rất là gần gũi đó là một dòng sông cực kỳ là êm dịu cực kỳ là phẳng lặng đúng không ạ cực kỳ êm dịu và cực kỳ phẳng lặng đúng không nào thế nhưng mà chúng ta lại thấy được một điều rằng là gì sông hương nơi thượng nguồn thì ra lại có một cái gương mặt rất là khác không phải là một người con gái dịu dàng giống như cái cách sông hương xuất hiện ở trong thành phố huế đâu mà sông hương nơi thượng nguồn lại là một cái dòng sông vô cùng dữ dội Thế nên Hoàng Phủ Ngọc Tường mới viết này. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bảng trường ca của rừng già, rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những gành thác, cuộn xoáy như cơn lốc và những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài trói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Giữa lòng trường sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời mình như một cô gái si gan phóng khoáng và man dại rừng già đã hôn đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ một tâm hồn tự do và trong sáng nhưng chính rừng già nơi đây với cấu trúc đặc biệt có thể lý giải được về mặt khoa học đã chế ngự sức mạnh bản năng ở người con gái của mình để khi ra khỏi rừng sông hương đã nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở nếu chỉ mải mê nhìn ngắm khuôn mặt kinh thành của nó Tôi nghĩ rằng người ta sẽ không hiểu một cách đầy đủ bản chất của sông Hương với cuộc hành trình gian truân mà nó đã vượt qua, không hiểu thấu phần tâm hồn sâu thẳm của nó mà dòng sông hình như không muốn bộc lộ, đã đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa trong những hang đá dưới chân núi Kim Phụ. À, thế thì các bạn ơi, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Thế thì ở đây các em có thể thấy chúng ta có một cái đoạn đầu tiên, đó là sông Hương nơi thượng nguồn đúng không đó là sông Hương nơi thượng nguồn và như chị có nói cùng với các bạn là đối với sông Hương nơi thượng nguồn thì chắc chắn các em sẽ phải để ý đến việc là tôi sẽ phải có các dẫn chứng tương tự như là người lái đò sông Đà thôi đúng không nhưng mà các em có thể thấy là nếu như chúng ta nhìn thấy sông Hương nơi thượng nguồn nha thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ một cái tiến trình dòng sông này đi các em ạ Đây ạ à, đối với sông Hương nơi thượng nguồn nhá được không nào đối với sông hương nơi thượng nguồn thì các em sẽ thấy là trước tiên đó là à, nơi bắt đầu nơi khởi nguồn thì nó được ví như gì một bản trường ca của rừng già đúng không tiếp tục này khi đi giữa lòng trường sơn bắt đầu có những bước dịch chuyển tiếp theo rồi đấy ạ thì sông hương bây giờ lại gì giống như một cô gái di gan phóng khoáng và man dại và sau đó là gì đấy à sau đó thì khi ra khỏi rừng giả đúng không khi ra khỏi rừng thế thì các em ơi các em hiểu cái tiến trình không ạ vậy thì các em có thể thấy là đối với cái đoạn đầu tiên này thì chúng ta sẽ cần phải có ba ý ba dẫn chứng tương đương với một cái tiến trình trong từng bước đi của sông hương đúng không ạ tôi sẽ có ba cái ý chính tương ứng với từng bước đi của sông hương ạ và chúng ta có thể thấy là có một cái điểm tương đồng giữa Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Tuân. Thì các em có thể thấy được rằng là chúng ta có ở đây, đó là những cái liên tưởng. Có nghĩa là khi tôi nói về vẻ đẹp của một con sông ấy, là tôi thường đặt để cái vẻ đẹp đó với những cái liên tưởng ạ. À. Đúng không nào? Đối với những cái liên tưởng. Phải không ạ? À? Ok. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn là chúng ta có thể, uh, nếu như mà các em chưa có thời gian để, để gọi là quan tâm tới khóa học thì các em cũng có thể mua sách. Tất cả những cái tài liệu này thì đều được cung cấp trong bộ sổ tay văn học dành cho các bạn học sinh lớp 12 ạ. Rất là đầy đủ ạ. Các em có thể tham khảo cái bộ sách đó nhé. Được không nào chúng mình có thể tham khảo bộ sách đó cũng được ạ. Nhá. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Các bạn có thể nhìn thấy này. Chúng ta sẽ có trước tiên là cái dẫn chứng số 1 ý thứ nhất. Câu văn đầu tiên. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của rừng già. dầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn mãnh liệt qua những cành thác, cuộn loái như, cuộn xoáy như cơn lốc và những đáy vực bí ẩn. Và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài trói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Thế thì trước tiên các bạn sẽ cần phải xác định cái liên tưởng đó. Có nghĩa là ở đây một bên là sông Hương, đúng không ạ? Còn một bên thì được so sánh với hình tượng gì? thì các em có thể thấy trước tiên các bạn sẽ nhận định là gì nhỉ? À các bạn sẽ nhận định là tác giả đã sử dụng cái nghệ thuật gì? Nghệ thuật so sánh. Đúng không? Tác giả đã sử dụng nghệ thuật so sánh. Để so sánh sông hương với gì? Với bản trường ca của rừng giả. Và đâu phải bản trường ca đó là một cái bản trường ca với rất là nhiều những cái cung bậc, với những cái giai điệu, với những cái giai âm rất là phong phú đúng không ạ? Và những cái giai âm đó là gì đây? Chúng ta bắt đầu chú ý đến từ ngữ nhá. Hình ảnh xong rồi thì mình bắt đầu chú ý đến từ ngữ này. Chúng ta có rầm rộ này. Chúng ta có mãnh liệt này. Đúng không ạ? Chúng ta có cuộn xoáy này. Đúng không ạ? Rầm rộ, mãnh liệt, cuộn xoáy, dịu dàng và say đắm. Đó. Các bạn cải hết từ ngữ ra, những cái tính từ ra để mình làm gì? Để mình nhận xét. Nhá, bình luận là như thế. Là chúng ta xem là à nó thể hiện cái 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 nội dung gì về hình ảnh nào, hình ảnh đó được miêu tả bằng những từ ngữ như thế nào, những cái từ ngữ đó tạo ra những cái ấn tượng về cái mặt cảm nhận của bạn đọc ra sao? Được chưa ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có này. Chúng ta sẽ thấy là trước tiên cái hình ảnh được đề cập ở đây là vẻ đẹp của sông Hương nơi thượng nguồn và nó được ví như bản trường ca của rừng già với nhiều cung bậc giai điệu phong phú và để chứng minh cho những cái nhiều cái cung bậc giai điệu phong phú đó thì chúng ta có... Đã... thì chúng ta có ở đây đó là gì ạ? Đó là cái giai điệu rầm rộ có nghĩa là một cái giai điệu mạnh mẽ, khỏe khoắn, gấp gáp. Thứ hai, mãnh liệt cuộn xoáy là một cái giai điệu dồn dập nhanh kéo dài và thứ ba là một cái giai điệu dịu dàng và say đắm có nghĩa là một giai điệu nhẹ nhàng tha thiết ngân vang được không ạ và chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ bên cạnh đó thì ở trong cái câu văn này chúng ta đưa ra cái nhận xét đó là tác giả đã sử dụng những cái từ ngữ giàu giá trị tạo hình gợi tả chính xác vẻ đẹp của sông hương vừa hùng vĩ man dại vừa trữ tình và say đắm lòng người được không ạ và chúng ta có thể thấy được rằng là đan cài ở trong cái không gian đó Đó là những cái dặm dài trói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng Đó là sự đan cài của màu sắc Để cho chúng ta có thể thấy được diện mạo của sông Hương Một cái dòng chảy của sông Hương luôn vận động với những cái trạng thái vô cùng phong phủ Nó thể hiện một cái nơi xuất phát điểm là một cái nguồn sống tràn trề mãnh liệt Đúng không ạ? Đó là một cái một cái điểm bắt đầu và rất là bí ẩn và nếu như không có hoàng phủ ngọc tường đã trèo đèo lội suối để tìm đến và tìm hiểu đến cái ngọn ngành như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ chỉ biết được về sông hương một dòng sông rất dịu dàng ở gì ạ à ở trong lòng thành phố huế mà thôi đó thì ví dụ như đối với cái đoạn này với cái ý đầu tiên này nếu như các bạn muốn triển khai viết thì nó cũng khá là đơn giản thôi các em cứ bắt đầu <laughs> em bắt đầu viết đúng không ạ đó là gì nhỉ Sông Hương ở nơi thượng nguồn, đúng không? Đặc biệt là nơi xuất phát. Đã được tác giả tinh tế khi sử dụng nghệ thuật so sánh. So sánh vẻ đẹp của sông của dòng sông này với bản trường ca của rừng già với nhiều cung bậc giai điệu phong phú trầm. Đó là gì ạ? Đó là những cung bậc rầm rộ với giai điệu mạnh mẽ, khỏe khoắn và gấp gáp. Đó là sự mãnh liệt cuộn xoáy thể hiện giai điệu dồn dập nhanh kéo dài và trong một khoảnh khắc nào đó sông hương cũng mang trong mình một vẻ đẹp dịu dàng say đắm hay bản trường ca ấy cũng mang trong mình những cái giai âm dịu dàng say đắm là những giai điệu nhẹ nhàng tha thiết ngân vang Đan cài trong dòng chảy của con sông này nơi thượng nguồn là những dặm dài trói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng càng làm cho dòng chảy ấy à, trở nên à, đẹp hơn đúng không ạ bí ẩn hơn ở đây tác giả đã sử dụng những từ ngữ giàu giá trị tạo hình vừa gợi tả chính xác vẻ đẹp của sông hương hùng vĩ man dại vừa tạo ra những hình ảnh chữ tình say đắm lòng người và dòng sông này đang xuất hiện với diện mạo phản chiếu thiên nhiên không gian xung quanh nó đồng thời cũng thể hiện một thế giới tâm hồn phong phú bí ẩn ở nó sông Hương ngay từ nơi khởi nguồn đã là một dòng sông tươi tắn xinh đẹp với vẻ đẹp rực rỡ dịu dàng đầm thắm vừa hoang dã lại hồn nhiên và sự tươi trẻ mạnh mẽ của sông Hương là do à, tiếp nguồn sức tiếp nguồn sức sống từ bà mẹ thiên nhiên từ sự bí ẩn của sông Hương lại do cuộc hành trình gian truân của nó tạo nên phân tích là như vậy chỉ với một câu thôi kiểu kiểu như vậy các bạn nhá được không ạ các em ơi các em có hiểu ý chị không ạ? Đấy là chỉ với một câu thôi nhỉ? Đúng không ạ? Thế thì các em cũng có thể nhận định thêm Nếu các bạn muốn viết thêm giống như hôm qua chị có nói ấy, Đấy là gì ạ? Đấy là đây là một cái câu văn rất là dài à, Với những cái cách ngắt nhịp ngắn này để cho chúng ta thấy được à, những nó cũng đa dường như là cái cách viết câu văn ấy nó cũng dường như đang hòa vào cái nhịp điệu muốn truyền tải trong một cái gì ạ trong một cái nấc thang của âm nhạc trong những cái giai điệu của âm nhạc trong cái bản trường ca của rừng già được tạo nên. Được chưa ạ? Ok chưa nào? Thì đấy sẽ là cái ý đầu tiên nhá. Chúng ta sẽ có ý số 2 vẫn là sông Hương nơi thượng nguồn thôi. Nhưng bây giờ là từ những cái nơi cao bắt đầu chảy qua những cái uh, gì ạ? Uh, những chảy, chảy qua những cái vách đá này, chảy qua những bóng cây đại ngàn này, qua những gành thác này thì bây giờ sông Hương bắt đầu đi giữa lòng Trường Sơn. Sông Hương giữa lòng Trường Sơn được so sánh như thế nào đây ạ? Lại tiếp tục là một cái hình ảnh liên tưởng tiếp theo. Đó là sông Hương giống như một cô gái di gan, phóng khoáng và man dạ. Được không ạ? Mình lại bắt đầu mình nhận định là ở đây tác giả sử dụng nghệ thuật gì? À, so sánh nhân hóa với những liên tưởng độc đáo. Khi mà ví von sông Hương với cô gái di gan. Các em ơi, các em có biết hình ảnh của những cô gái di gan không ạ? Những cô gái di gan là những cô gái mà dân tộc thuộc bộ tộc Bohemian ạ. À, là những cô gái rất là xinh đẹp, có một cái cuộc sống tự do phóng khoáng, thường sống trên những cái thảo nguyên. Được không nào? Họ ca hát và nhảy múa với một cái cuộc sống rất là tự do và phóng khoáng ạ. Thì ở đây dòng sông Hương cũng đã à gì ạ? À, được Hoàng Phủ Ngọc Tường đan cài cái vẻ đẹp đó vào. Thì chúng ta cũng thấy rằng là từ một cái hình ảnh so sánh như vậy cho chúng ta thấy được một cái vẻ đẹp vừa phóng khoáng vừa man dại đi cùng với đó là một cái tâm hồn tự do và trong sáng được không nào đi cùng với đó là một cái tâm hồn tự do và trong sáng và chúng ta thấy được là gì ạ rõ ràng là dòng sông này đang mang trong mình một cái vẻ đẹp nữ tính vừa hoang sơ vừa tự nhiên vừa hồn nhiên và cũng đầy những cái khát khao mãnh liệt đúng không ạ không phải chỉ nói về để cho chúng ta hình dung ra một cái diện mạo bề ngoài xinh đẹp phóng khoáng man dại mà cả tâm hồn nữa. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan giả, một tâm hồn tự do và trong sáng. Có nghĩa là gì ạ? Cho chúng ta nhìn thấy được tính cách của con sông này ở nơi thượng nguồn. Đó là một cái bản lĩnh rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường. Vượt qua bao nhiêu những đáy vực bí ẩn, bao nhiêu gành thác đi chăng nữa. Đi qua bao nhiêu cái dọc đường dài trên trên cánh rừng trường sơn đi chăng nữa. Thì sông Hương vẫn tiếp tục cái bản lĩnh mạnh mẽ đó của mình. Vẫn tiếp tục chảy vẫn tiếp tục đi bởi vì sao ạ à? bởi vì bản thân sông hương bây giờ đang có những cái mục đích hướng tới đó là hướng tới thành phố huế hướng tới người tình lý tưởng và chính cái điều đó khiến cho sông Hương có thể vượt qua được cả một cái cuộc hành trình gian truân để có thể nuôi dưỡng trong mình một cái nền văn hóa. Được không ạ? À? Chính vì vậy mới có ý số 3. À. Đó là rừng già nơi đây đã chế ngự sức mạnh bản năng của người con gái của mình để khi ra khỏi rừng sông hương đã nhanh chóng mang sắc đẹp, được không ạ? À? dịu dàng và trí tuệ và trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Thế em ơi, các bạn có hiểu cái ý số 2 không ạ? À? Vậy là chúng ta có hai ý nhá. Ý thứ nhất là bản trường ca của rừng già. Ý thứ hai là người con gái di gan phóng khoáng và man dại. Và ý thứ ba là người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Thì ở đây các bạn có thể thấy là dường như chúng ta có một cái đối lập ạ. À. Nếu ở phía bên trên là hình ảnh người con gái thì bây giờ tôi dường như đang nhìn thấy một cái sự trưởng thành lên. Đó chính là hình ảnh về gì? Về người mẹ, người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Hay nói cách khác sông Hương chính là cái dòng sông mà đã khai sinh ra cái nền văn hóa xứ sở. Và nền văn hóa xứ sở đó chính là gì ạ? Đó chính là nền văn hóa của Huế ạ, những cái vẻ đẹp của Huế ạ và các em cũng đều biết rằng là đa số ý, những cái nền văn minh thì đều bắt đầu từ ven những con sông mà. Chúng ta biết tới sông Ấn này đúng không ạ? Và sông Nin này vân vân. Thì các bạn sông Hằng này vân vân. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là sông Hương cũng đóng một cái vai trò như thế đối với văn hóa của thành phố này. Thì ở đây chúng ta có thể thấy tác giả đã sử dụng cái nghệ thuật đối lập nhằm nhấn mạnh. Nhấn mạnh về cái sự khác biệt trong vẻ đẹp của sông Hương nơi thượng nguồn và khi trôi về đồng bằng châu thổ. Sông Hương là người con gái di gan, còn bây giờ sông Hương lại là người mẹ phù sa. Một bên là một cái vẻ đẹp bảng lĩnh gan dạ, phóng khoáng man dạ, thì một bên lại là dịu dàng và trí tuệ. Được không ạ? Và các em ơi, cái mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã làm rất là thành công ở đây á, đó là ông ấy dường như đã cho chúng ta nhìn thấy được hai con người trong sông Hương. Được không ạ? Dường như chúng ta nhìn thấy được hai con người trong sông Hương ạ. À một bên là hình ảnh con sông hương sống một cách rất là tự do giống như kiểu hình ảnh của một người con gái mà chỉ có không có gì ngoài tuổi trẻ và khát vọng ạ còn lại sau khi mà ra khỏi rừng già thì sông hương bây giờ dường như có một cái sự đầm hơn một cái sự điềm tĩnh hơn thế nên là mang trong mình một cái vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ và dường như ấy chúng ta tưởng tượng ra là chúng ta nhìn thấy sông hương là một cái dòng sông hoàn toàn khác với cái dòng sông mà đã xuất hiện ở nơi thượng nguồn là một dòng sông hoàn toàn khác, nó khác ở chỗ là bây giờ nó đang mang một cái vẻ đẹp trí tuệ, một cái vẻ đẹp dịu dàng, giống như là một người mẹ. Đó là một cái bước đường trưởng thành. Và người ta nói rằng là ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là chính rừng già đã chế ngự cái sức mạnh bản năng đó để bao nhiêu những cái gọi là hoang sơ nhất, man dại nhất thì làm sao ạ? thì đều à đều tất cả những cái gì gọi là hoang sơ nhất là man dại nhất thì đều bị phá vỡ để bây giờ thay đổi ở đây đó là gì nhỉ các bạn nhỉ cái sự thay đổi ở đây chính là một cái vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ của con sông này thế thì chúng ta có thể thấy được rằng là gì với những cái kiến thức mà hoàng phủ ngọc tường đã đưa thì rõ ràng là hoàng phủ ngọc tường đã cho chúng ta thêm một cái sự hiểu biết về một cái vẻ đẹp mà dường như con sông này muốn giấu đi và cái cách thể hiện vẻ đẹp của con sông này khi ra khỏi rừng già nó cũng là một cái sự ghi công với dòng sông này với một cái sự ghi công của một đấng sáng tạo đã góp phần tạo nên và gìn giữ bảo tồn văn hóa của một vùng thiên nhiên xứ sở và từ đây chúng ta có thể đi đến một cái khẳng định đó là sông hương chính là khởi nguồn cho sự bắt đầu của không gian văn hóa huế được không nào và chúng ta có thêm một cái câu cuối cùng nữa đó là gì ạ? Đó là dòng sông hình như không muốn bộc lộ, đã đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa trong những hang đá dưới chân núi Kim Phục. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là tác giả đã tiếp tục sử dụng nghệ thuật nhân hóa. Và chúng ta thấy được ở đây đó là gì? Đó là vẻ đẹp của sông Hương khi trôi qua cánh đồng châu hóa đã gợi nhớ lại cái câu chuyện cổ tích, đúng không ạ? Có nghĩa là ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ? Với với cái với cái trích dẫn này, thì chúng ta thấy được một cái một cái một cái liên tưởng nó rất là thú vị ấy. giống như kiểu là sông hương khi mà ra khỏi rừng rồi thì sông hương đã đóng sầm cái cánh cửa lại sông hương khóa cái cánh cửa đó lại và sông hương không muốn cho bất cứ ai có thể biết được cái phần đời trước đấy của mình thế nên sông hương không lựa chọn đưa chìa khóa cho một ai cả mà sông hương đã làm gì ạ đã khóa lại và ném chiếc chìa khóa dưới những cái hang đá trong những hang đá dưới chân núi kim phụng để không ai có thể tìm thấy được hay nói cách khác là cái phần đời mà sông hương muốn giấu đi sẽ mãi mãi là một cái phần bí mật thế nên về bản chất như chị đã nói nếu như chúng ta chỉ đến với thành phố huế thì chúng ta sẽ chỉ biết được về hình ảnh của một dòng sông hương dịu dàng thôi chứ chúng ta sẽ không thể nào biết được một cái con sông hương mà nó cũng mang trong mình những cái vẻ đẹp dữ dằn nữa được không ạ chúng ta có thể thấy là gì ạ à chúng ta có thể thấy là nó không hề nó không hề mang những cái vẻ đẹp dữ dằn đâu mà nó lại ở đây thể hiện ở đây là gì ạ thể hiện ở đây là một cái vẻ đẹp rất dịu dàng thì nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé đấy sẽ là cái đoạn đầu tiên các em ơi các em có hiểu sông hương nơi thượng nguồn không bốn ý nha sông hương nơi thượng nguồn ạ à? bốn ý thứ nhất bản trường ca của rừng già thứ hai cô gái di gan thứ ba người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở và thứ tư là gì nhỉ các bạn nhỉ à thứ tư đó chính là cái việc mà dòng sông này đã tinh tế đóng lại cái phần đời đó để sau đó thì bắt đầu là trên cái hành trình trôi trên đồng bằng châu thổ để trở về với thành phố thân yêu thì cũng đã có những cái sự biến đổi nhưng mà coi như là tôi khóa lại và tôi cất một cái phần bí mật đó của tôi đi được không ạ à? các em ơi được không nào các bạn có hiểu không ạ à? các bạn ơi các bạn có hiểu không ạ à? các bạn có hiểu những gì mà chị vừa trao đổi không ạ à? thì đấy sẽ là cái đoạn đầu tiên nhá. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.